Rồi, xin chào tất cả quý anh chị nha. Hôm nay cũng là gần đến ngày Noel rồi, thì cũng gần sắp hết năm 2023 rồi. Hôm nay cửa hàng Tân Đại Thành, địa chỉ là ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Số điện thoại 0966588517, em chỉ dùng một số duy nhất thôi quý anh chị nha. Đó, thì hôm nay em xin quay hết tổng thể cái bãi. Hôm nay là thứ bảy luôn, thì quay hết lại cho tất cả mọi người xem, cũng như là báo giá chi tiết từng chiếc. Đó, thì quý anh chị nào xem thì nghe rõ giùm em. Nhiều anh chị không xem cái giá vô video, thế là hỏi giá bao nhiêu giá bao nhiêu, mà trong khi cái video là em đã có báo giá gần như là cụ thể đó cho quý anh chị tất cả mọi người rõ hơn. Thì đầu tiên vô thì Kubota L2602. Con này là máy móc cầu số nguyên rinh, dàn ngoài nước sơn màu cam, có sơn dặm lại nha quý anh chị nha. Máy móc bao nguyên rinh, không đổ hơi, chưa làm máy, chưa làm số, chưa làm cầu, chưa làm bất cứ một cái gì hết. Từ vỏ lốp cầu số đó, chỉ có bên ngoài cái màu cam của nó là có sơn dặm này nha quý anh chị nha. Hoàn toàn bộ lại là nguyên rinh nguyên bản hết. Con này xả lỗ, cắt lỗ cuối năm cho quý anh chị luôn. Đó, anh chị nào muốn mua hoặc là muốn xem hình ảnh chi tiết cụ thể thì các bạn qua bên Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho quý anh chị nha. Đó, con này có sới 125 cành, chưa bao gồm phí vận chuyển, 125 cành. Đó, giá cực kỳ là yêu thương luôn quý anh chị nha. Chưa lúc nào, đó, sơn dọn, bình mới nhớt mới, hoàn toàn miễn phí 100%. Đó, tiếp theo là Isaki T6500, hai cầu số cơ bên cơ, hai đồng, có thương lượng nha quý anh chị nha, hai đồng. Thì hôm nay em sẽ báo giá cho quý anh chị là giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị nào ở xa gần, phí vận chuyển mình có thể thương lượng thỏa thuận với nhau cho hợp tình hợp lý hơn. Còn mấy con Isuzu 10.000 này thì chưa xong đâu, mấy con này câu chuyện nó còn dài lắm, còn làm lặt vặt vài thứ nữa. Mấy con này thì dọn dùm cho khách ở tỉnh, lái ở tỉnh. À, tiếp theo là Maxxay Ferguson MF4255. Đó, con này đang làm top bi, top lô rồi lại hết, nghiêm chỉnh nha mọi người, rất là đẹp. Đó, lên hình ảnh chi tiết cụ thể sau, báo giá sau cho quý anh chị luôn. Đó, con này với con 10.000 thì chưa xong nên chưa có giá. Dòng Maxxay 3080. Đó, loanh quanh 3 đồng thôi nha, 3 đồng. Maxxay 3080, 3 đồng. Isaki 9510, con này đang sơn mâm lên lớp béo luôn, chưa đến 3 đồng. Đó, Isaki 9510, số cơ bên cơ 2 cầu. Đó, lên 4 cái lớp béo, lớp lớn luôn quý anh chị nha, lớp sau lớp mập, lớp trước lớp mập luôn. Thì giá chưa đến 3 đồng. Đó, còn đây là một con Mitsubishi mới về luôn nha quý anh chị nha. Mitsubishi MT337. Đó, vòng tua 15, số cơ bên điện. Em đang chà ra để chuẩn bị dặm lại nè quý anh chị. Đó, dặm ở đây nhẹ lại tí xíu cho nó đẹp thôi. Đó, mới chạy hơn 1000 giờ thôi quý anh chị, mới về về, mới bới rửa xong luôn. Đó, 1154 giờ. 1154 giờ. Đó, đầy đủ hết. Mặt nạ, mặt đồ có đầy đủ hết nha quý anh chị nha. Đó, dọn một con xe là phải dễ dàng đó. Đó, đầy đủ luôn. Đó, con này thì hiện trạng nó thì máy móc cầu số nguyên rinh, ra ngoài thì chuẩn bị sơn dặm lại nhẹ một vài chỗ đó. 4 chiếc lớp có răng nứt theo thời gian vì nó đậu rất là lâu nha quý anh chị nha. Đó, tiếp theo là máy cày bánh xích chống lầy, chống lật, chống đổ. Đó, con này thì chưa có sới, thì chỉ loanh quanh đâu đó 2 đồng thôi nha, 200 cành. Đó, Mitsubishi MT468, MT468 số cơ bên điện. Đó, hai cầu, đi một cái phơm màu mới nha quý anh chị, mã màu mới. Đó, do anh chị nào thích muốn đổi màu gì thì đổi, giá loanh quanh hơn 2 đồng một tí xíu, hơn 200 tí xíu nha. Đó, còn bên đây là Kubota M5950 200. Đó, 200 cạch xe lắm. Bây giờ chưa làm xong, đang tranh thủ làm xong cho hết cái đợt này, lên cho nó lên hình hết luôn nha quý anh chị nha. Đó, để quay chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị. Tại vì mình
Dòng Isaki TA thì hiện tại em đang còn 4527, 467 và 455 nữa. 455 đang chuẩn bị về. Đó, TA 455. TA 527. Gầu xúc. Đó, gầu xúc luôn đầy đủ luôn, cung lê luôn à. 4 vỏ như mới. Máy móc nguyên rin hết luôn các chị nha. Sơn rin nguyên con. Thì giá cũng đâu đó loanh quanh hơn 2 đồng, hơn 200 cành xíu. MT TA 467 chưa đến 2 đồng em quý anh chị nha. Đó. Combo của nó có gầu xúc luôn, chưa đến 2 đồng. Tiếp theo là TA dòng lanh tờ cũng là anh em với TA nè, qua dòng T tí xíu 6020. Đó. Loanh quanh 2 đồng. Đó. Còn mấy con này là nguyên rin hết. Giang Ma 5000. Hình ảnh chi tiết thì quý anh chị có thể kết bạn bên Zalo để em gửi nha. Giang Ma 5000. Một tầm khoảng 100 mấy thôi nha. 100 mấy thôi, Giang Ma 2000. Đây là bánh của cái con MF4255 nè. Đó, số cơ bên cơ đó. Còn trong này là con M1 Kuta M1 65. Đó, 4 lốp mới, giá loanh quanh chỉ hơn 2 đồng thôi nha. Kuta M dòng M7970. Con này thì mình đã cho fit lại cũng như là làm lại sạch sẽ gọn gàng. Đợt trước mình có làm rồi, nhưng mà làm theo kiểu giả rin đó mọi người. Thì mình không thích. Mình thích làm mới. Nó làm lại sơn si mới hết, toàn bộ lại cho nó đẹp. Máy móc cầu số là nguyên rin 100%. Đó. Con này thì vỏ lớp thì vỏ lớp của nó thì lớp trước là mình đi lớp 12-24, sau là 16-9-34. Nó loanh quanh hơn 3 đồng nha quý anh chị nha. V52 rồi nè, mình chưa ráp nè. Mitsu MT Kumai 4801. Mấy con này cũng ngon lắm nè, mình chưa ráp lên nè, đang cho sơn mâm sơn đồ lại xong mới ráp. Yama AF26. Đó, là quanh 45, là quanh 45, rồi 59-50 còn một con kia nữa. Đó. Mitsu GX50 nữa nha quý anh chị nha. Rất là nhiều. Mitsu MT MT 30 T3 mấy ta? T3 không nhớ luôn. Đó, anh chị nào đang cần xe nào và giá cụ thể như thế nào, thương lượng như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp nha. Qua số điện thoại 0966588017 có thể mua online hoặc là sẽ đến xem trực tiếp, tùy theo cái khoảng cách xa gần của mọi người muốn lựa chọn như thế nào đó thì lựa chọn. Ở trong nhà thì có một con US40 cũng đang tiến hành dọn rửa vệ sinh kiểm tra lại hết mọi người. Đó. Đây, toàn bộ cũng như là nó hơi trời, nó hơi tối rồi. Trời gần 6 giờ nó tối rồi quý anh chị nha. Anh chị nào thích xe nào, giá nào, tầm tiền bao nhiêu theo cái khả năng của mình thì cứ chia sẻ. Thì nếu như mà có thì em sẽ cũng như là có cái mức giá vừa phải, hợp lý đến cho tất cả mọi người nhân cái dịp cuối năm này. Năm cũ chuẩn bị bước sang năm mới luôn nha. Đó, để cho mọi người có một cái xe để làm cho nó vừa ý, cho nó để khởi kiểu như là khởi nghiệp á. Đó. Nên là anh chị nào có cần cái gì thì cứ liên hệ với em. Đó, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình hết mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này cũng như là nghe em trao đổi về mọi thứ để biết về những cái máy móc nông nghiệp và những cái máy cày mà hiện tại đang có ở bãi em nha. Đó, em xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đó. Tại vì đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người rất là nhiều ạ.